Đối tượng được chương trình tiêm ngừa vaccine và thăm khám cấp thuốc tại nhà là những người cao tuổi, người di chuyển khó khăn, người mắc bệnh nền, tim mạch, huyết áp, đái tháo đường hoặc thai phụ. Trong thời gian giãn cách xã hội, các bệnh nhân trên hầu như không thể đến bệnh viện để thăm khám hoặc tiêm vaccine. Vì vậy, việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho họ là vô cùng cần thiết. Chính vì vậy, cái việc tiêm ngừa cái vaccine COVID-19 này cho những cái đối tượng nhạy cảm này tại nhà, tôi nghĩ đó là nó giúp ích cho thứ nhất là người bệnh được phòng ngừa cái COVID-19 này. Cái thứ hai là nó hạn chế bớt sự lây lan COVID, gọi là lây lan chéo trong quá trình mà mình được tiêm ngừa, tụ tập đông người. Nếu mà đi ra ngoài thì cái nguy cơ lây nhiễm bệnh của họ cũng rất là cao. Các nhân viên y tế khi đến nhà người dân sẽ tiến hành sàng lọc test nhanh lấy mẫu cho các thành viên trong gia đình, sau đó thăm khám sức khỏe và cấp thuốc cho các bệnh nhân, đồng thời tiêm chích vaccine nếu đã đăng ký trước. Tôi nói mà chích đồ này kia, nghĩa là tôi nói tôi không có sợ, sẽ không có gì đó, bình tĩnh như thường. Chích cho mình về là mình khỏe, mình một khoái nữa chứ không có sợ. Mà cảm thấy rằng là yên tâm hơn, và tôi cũng hy vọng rằng là bệnh viện Lê Văn Thịnh cũng đến nhà những cụ già như thế, thì cũng là khám và tiêm ngừa như thế. Nghĩa là tất cả mọi người trong phường này rất phấn khởi. Ngoài hỗ trợ trực tiếp tại nhà, chương trình còn cử ekip bác sĩ chuyên khoa sản của Bệnh viện Lê Văn Thịnh vào một bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 để tiến hành chăm sóc sức khỏe cho các thai phụ là F0. Qua là đội hình liên quan tới hỗ trợ về sinh sản, khám thai, có kèm theo các cái trang thiết bị y tế như là máy siêu âm, bàn khám thai, có bác sĩ sản khoa, có nữ hộ sinh, có dược và các bộ phận hỗ trợ. Và tất cả các chương trình này thì chúng tôi miễn phí cho bà con. Theo kế hoạch, chương trình sẽ tiến hành khám sàng lọc và tiêm ngừa vaccine cho người dân thành phố Thủ Đức với công suất 40 đến 50 hộ một ngày.